Xin kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, trong đêm qua lại có một sóng lạnh tăng cường xuống nước ta. Tuy nhiên thì cường độ của khối không khí lạnh lần này không mạnh, lại lệch đông, vì thế mà chỉ duy trì tình trạng nhiều mây ở một vài nơi, nhưng sương mù thì xuất hiện nhiều nhất là ở các tỉnh thuộc phía Đông Bắc Bộ. Đến trưa chiều thì các tỉnh ở phía Đông Bắc Bộ trời giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 23 cho đến 25 độ C, còn tại phía Tây Bắc Bộ có nắng sớm và cường độ nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 25 đến 27 độ C và có nơi cao hơn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 3, không khí lạnh còn hoạt động mạnh trong những ngày đầu tháng. Từ tuần thứ 2, thời tiết chuyển nồm ẩm, mưa nhỏ, mưa phùn và nửa cuối tháng 3, nắng nóng có khả năng xuất hiện cục bộ tại các tỉnh Tây Bắc. Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường đến thời tiết miền Trung là không đáng kể, chủ yếu là duy trì tình trạng nhiều mây, có mưa nhỏ về đêm và sáng tại khu vực Bắc Trung Bộ và nhiệt độ trong ngày tại các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Nghệ An, Hà Tĩnh duy trì trong khoảng từ 24 cho đến 26 độ C. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế mưa nhiều nên nhiệt độ chỉ trong khoảng từ 22 cho đến 24 độ C. Còn các tỉnh từ Đà Nẵng cho đến Quảng Ngãi, Bình Định nhiệt độ cao sẽ từ 25 cho đến là 27 độ C. Còn tại khu vực Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận nhiệt độ sẽ từ 28 cho đến là 30 độ C. Thưa quý vị, không khí lạnh tăng cường không ảnh hưởng đến các tỉnh phía Nam nên thời tiết không có biến động nhiều. Trong ngày hôm nay, Tây Nguyên và Nam Bộ trời tạnh ráo và có nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày tại Tây Nguyên duy trì trong khoảng từ 27 cho đến 30 độ C và trong khi đó thì tại Nam Bộ mức nhiệt trong khoảng từ 32 cho đến là 34 độ C, cục bộ có nơi cao hơn. Xin chuyển sang thời tiết trên biển. Vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây của quần đảo Trường Sa, đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Ngày và đêm ngày 3 tháng 3, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, cùng với đó là vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây của quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 cho đến 5 mét, biển động. Thưa quý vị, hiện đang là thời kỳ lúa bước vào thời kỳ đẻ nhánh. Để giúp cho cây lúa đẻ nhánh khỏe, tập trung và tăng tỷ lệ nhánh hữu hiệu nhằm đạt năng suất cao nhất thì cần tập trung làm một số việc sau đây. Thứ nhất, về chế độ phân bón, tất cả các trà lúa phải được bón thúc sớm, tập trung với liều lượng và cách bón theo quy trình từng giống. Cùng với đó là không bón nhiều phân lân, đặc biệt là không bón đạm muộn làm cho lúa đẻ nhánh lai dai, sinh ra nhiều nhánh vô hiệu. Ngoài ra thì sau khi cấy khoảng 10 cho đến 15 ngày thì bắt đầu bón thúc đẻ nhánh với lượng bón là 50% lượng đạm cộng với 30% lượng kali của quy trình theo giống kết hợp với làm cỏ và xúc bùn. Thứ hai là về điều tiết nước, với chân ruộng trũng tháo bớt nước, những chân ruộng cao thì đảm bảo mực nước thường xuyên từ 3 cho đến 5 cm để thuận lợi cho việc chăm sóc và tạo điều kiện cho cây lúa đẻ nhánh tập trung đạt sành hữu hiệu cao. Cùng với đó là khi lúa bắt đầu đẻ nhánh, tháo cạn nước chỉ để 3 cho đến 5 cm kết hợp với bón phân thúc lần 1 và xới sáo xúc bùn. Khi lúa kết thúc đẻ nhánh hữu hiệu cho nước cập từ 7 cho đến 10 cm để khống chế lúa đẻ nhánh lai dai. Và thứ ba là đề phòng về phòng trừ sâu bệnh thì cần thường xuyên theo dõi, phát hiện và có biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại kịp thời cho cây lúa, nhất là trong thời kỳ đẻ nhánh và làm đồng. Và như thường lệ, trong phần thời lượng cuối của chương trình sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Kính mời bà con cùng theo dõi.